Người nuôi chó trên khắp nước Mỹ mới đây đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên những con vật cưng của họ khi cùng tham gia cuộc diễu hành Halloween dành cho chó cưng ở thành phố New York. Những chú chó súng xính trong trang phục Halloween nhiều màu sắc đã được chủ nhân dắt đi quanh phố East Village thuộc quận Manhattan. Sau đó, đoàn diễu hành tập trung tại quảng trường Tompkins để tham gia cuộc thi thời trang Best in Show với tổng cộng 9 hạng mục trao giải. Đáng chú ý trong số này là giải trang phục nhóm đẹp nhất dành cho chú chó cưng cùng chủ nhân của chúng và giải trang phục đẹp nhất theo chủ đề người nổi tiếng. Các giống chó khác nhau như chó sục bò, Chihuahua, Corgi đều có thể tham gia. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào ngày lễ Halloween 31 tháng 10 tới và mọi người có thể tham gia bình chọn qua Internet. Cuộc diễu hành Halloween dành cho chú chó cưng tại thành phố New York do ông Joseph Borin khởi xướng từ năm 2020, năm nay sự kiện có hơn 300 chú chó tham gia.